mình hấp thì có khi rảnh rỗi thì em mới làm video, còn ấy thì mất làm thì cũng chịu. Hồi nay em hàng quá, nhập hàng ít, bữa làm bữa nghỉ thì em gắng cố gắng làm video hay hơn nữa nha. Và em xin bây giờ đã đến đây rồi thì mong cô chú chị xem ủng hộ lại qua. Wow.